Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2021, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test hai sản phẩm để gửi cho hai vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đồng hồ đá cẩm thạch. Sản phẩm thứ hai là một chiếc đầu CD Mahjong CD95 về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua, và cửa hàng cũng đã thông báo chi tiết trên kênh là hàng về trong các buổi tối. Khi có những sản phẩm về thì cửa hàng sẽ quay rất cận cảnh và quay chi tiết. Khách hàng có nhu cầu yêu thích sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày trên kênh 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng xin test chiếc đầu CD Mahjong CD95 và một chiếc đồng hồ đá cẩm thạch gửi cho hai vị khách hàng. Một vị khách hàng có địa chỉ ở Thanh Hóa, một vị khách hàng có địa chỉ ở Hà Nội đã chốt đơn. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đọc danh sách của hai vị khách hàng đã chốt sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, chiếc đồng hồ đá này thì trong buổi tối ngày hôm qua cửa hàng có chụp hình đăng lên trang Zalo riêng của mình và cũng thông báo hàng về khá lâu rồi. Thì sản phẩm này đã được bác khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội chốt đơn, anh cũng đã chuyển khoản cọc cho cô chủ shop rồi. Vâng, chiếc đồng hồ này thì tuy nhỏ xinh nhưng rất nặng. Và độ chất thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đá cẩm thạch nó đã rất là sang rồi nhé. Vâng, xin gửi một chiếc đầu CD cho anh khách hàng có địa chỉ tại Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Một chiếc đầu CD Mahjong giá trên 20 triệu. Chiếc đầu CD này thì anh khách hàng cũng đã chuyển khoản hết cho cô chủ shop rồi. Và cửa hàng sẽ test hàng và chuyển phát nhanh cho khách hàng sẽ nhận hàng sớm nhất. Vâng, và trong buổi sáng của ngày hôm nay thì anh có nhờ hai anh bạn ở Chí Linh, Hải Dương, chắc là quen anh, thì vào trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để ngắm lại chiếc đầu CD CD95. Và khách hàng cũng đã về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Anh khách hàng trực tiếp thì không về, còn những người anh em của anh thì cũng đã về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh được chiêm ngưỡng chiếc đầu CD này. Và các anh không có điểm chê về sản phẩm. Và sản phẩm này thì không còn khiển zin, nhưng đây là khiển nô của sản phẩm, vẫn hoạt động ok. Vâng, hai anh thì sáng nay vào là ngắm chi tiết chiếc đầu CD này, khen rất là đẹp luôn ạ. Vâng, xin gửi cho vị khách hàng xin được giấu tên, anh cũng đã chuyển khoản hết số tiền của chiếc đầu CD95 rồi. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho anh Nguyễn Văn Định, có địa chỉ số nhà 28D, ngõ 22, đường Bờ Kênh, ấp Sáp, Mai Võng La, Hà Đông, xin lỗi Đông Anh, Hà Nội. Anh chốt chiếc đồng hồ đá cẩm thạch, anh cũng đã chuyển khoản cho cô chủ shop 2 triệu rồi nhé. Vâng, vậy hai sản phẩm này thì cửa hàng cũng sẽ test và đóng gói vận chuyển sản phẩm qua đường bưu điện cho khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Bốn này, năm này, vâng, vậy cửa hàng cũng đã test cả khiển và tất cả mọi chức năng. Mắt của những sản phẩm đầu CD Mahjong này thì rất là bền, và chất âm của những chiếc đầu CD Mahjong, những chiếc đầu Philips, chất âm thì đạt đỉnh luôn ạ. Vâng, vậy thông qua clip này, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai vị khách hàng đã chốt đơn trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2021. Và bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có rất nhiều các sản phẩm có mức tiền tầm trung, mức tiền tầm cao.
Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.